Xin chào mọi người, ở video này, mình sẽ tóm tắt khoảnh khắc hay trong tập 8 của bộ anime Bạn gái thuê phần 2 nhé. Get go! Đầu tiên, mình xin giới thiệu nhanh gọn về nhân vật trong khoảnh khắc này nhé. Đây là Kazuya, một Ricky thực thụ, đã chi rất nhiều tiền trong việc thuê bạn gái. Ngoài ra, mọi người trong giới anime hay gọi cậu là Lô Sơ 200 chấp vì cậu luôn có những pha xử lý đi vào lòng đất. Tiếp theo, nhân vật này tên là Mizuhara, một cô gái tài sắc vẹn toàn. Công việc hiện tại của cô ấy là bạn gái thuê ước mơ sau này sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Kazuya và Hara đã trải qua nhiều câu chuyện với nhau, nên hiện tại giữa họ đã nảy sinh một chút tình cảm, nhưng vẫn chưa thể thổ lộ với nhau. Đã xong phần giới thiệu, giờ chúng ta đến ngay với khoảnh khắc hài hước này nhé. Mở đầu khoảnh khắc là cảnh Kazuya đang ngồi trước máy tính của mình, băng khoăn rằng có nên đặt lịch thuê mizuhara làm bạn gái nữa hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đặt lịch hẹn cho Hara, với yêu cầu là mizuhara phải mặc đồng phục học sinh, vì đây là ước mơ của biết bao cánh đàn ông con trai. Đến buổi hẹn, Miruhara mặc đồng phục học sinh như đã được yêu cầu, điều này khiến Kazuha không khỏi hạnh phúc. Trong buổi đi chơi, Kazuha đã rủ Miruhara vào phòng chụp hình, cô ấy liền gật đầu đồng ý. Nhìn Miruhara có vẻ hờ hững vậy thôi, chứ bên trong thích lắm nha. Khi cả hai vào phòng chụp, chiếc máy thông báo yêu cầu phải chọn chế độ chụp. Ở đây có 3 chế độ chụp, chụp kiểu bạn bè, người yêu hoặc là chụp theo nhóm. Trong lúc Kazuha đang ngại ngùng, lúng túng thì cô bạn gái thuê của anh liền nhấn chọn chế độ chụp người yêu. Nice. Ôi, bạo quá cô gái à. Sau đó, phòng chụp hình bắt đầu gợi ý cho cả hai tạo kiểu để chụp hình. Đầu tiên, yêu cầu hai người tạo hình trái tim. Tạch. Nhìn tấm ảnh này đi các cậu. Nhìn mặt cậu con trai kia, Đúng hài vãi trưởng luôn á. Hỏng ra khuôn mặt luôn. <laughs> Tiếp theo là đến nắm tay tình cảm. Tạch có vẻ như cậu vẫn còn ngại thì phải. Tiếp theo là khoác tay nhau âu yếm. Tách khuôn mặt của cậu lúc này vẫn hài hước như khi nãy vậy. Đã thế còn tranh thủ người tóc của Miruhara. Bó tay anh trai luôn. Đến kiểu chụp tiếp theo là cả hai hãy ôm nhau thật nồng ấm. Sau khi nghe xong, Kai Uza -ja liền tỏ ra bối rối và bất ngờ, nghĩ rằng có hơi quá đáng. Tuy nhiên, bạn gái thuê của anh liền quay qua và nói rằng chỉ là một cái ôm thôi mà, có gì đâu. Kai Uza -ja liền ngại ngùng đỏ mặt và múa tay múa chân loạn xạ. Lúc này, Mizuhara liền choàng tay từ từ vào lưng của Kazuya, chủ động tiến đến ôm anh thám thiết. Mồ hôi của Kai Uza -ja lúc này đã như thác nước bạn gái tấn công như vậy sao mà đỡ được chứ anh phải tưởng tượng mizuhara là khúc gỗ thì mới đủ can đảm để ôm được vì ngượng quá mà phải khiến người xem như tôi ngượng theo luôn ý lúc này cả hai người đã ôm lấy nhau mà khoan đã khuôn mặt của mizuhara lúc này đã đỏ lên cùng với ánh mắt ngại ngùng cứ như bị con quỷ tình yêu nhập vậy sau khi chụp xong cả hai người liền tách nhau ra ngay lập tức cả hai im lặng một lúc lâu thì phòng chụp lại đưa ra kiểu chụp tiếp theo đó là nụ hôn nồng cháy của cặp đôi độ khó cao nhất rồi còn đâu Cả hai nghe xong đều ngạc nhiên và cảm thấy khó xử. Kai Uza lúc này nghĩ rằng Mizuhara chắc chắn sẽ không chịu. Nhưng Mizuhara liền tỏ ra bình tĩnh, dường như cô đang muốn làm gì đó. Mizuhara liền đưa bàn tay ra, minh họa rằng đây là nụ hôn. Và thế là hai người hôn nhau gián tiếp qua tay. Co đến khúc này mà tức gì đâu. Kai Uza lúc này có vẻ hơi thất vọng. Thế là hết giai đoạn chụp hình, giờ là đến giai đoạn chờ lấy hình. Kai Uza đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, được những tấm hình chụp chung với Mizuhara anh còn tưởng tưởng ngày nào cũng đem những tấm hình này ra ngắm hết. Vào lúc này, đột nhiên Miruhara tiến đến ngồi cạnh An và sau đó kéo anh đi chỗ khác. Lúc này Kaiuza còn đang trong trí tưởng tưởng của mình, anh không biết có chuyện gì xảy ra. Thì ra khi nãy có các học sinh trung trường ở đó, vì họ mặc đồng phục giống với Miruhara nên cô nhận ra và kéo Kaiuza đi để tránh bị phát hiện việc cô làm bạn gái thuê. Và thời khắc này, Kaiuza đã tỉnh lại và hốt hoảng nhận ra rằng mình chưa lấy những tấm hình đã chụp lúc nãy. Anh tuyệt vọng và rơi vào trầm kẽm, Khúc này đúng hài luôn á mọi người. Nào là những bức ảnh thân mật cực kỳ đẹp, những khoảnh khắc có thể sẽ không có lần tiếp theo. Tất cả đều tan thành mây khói, đúng kiểu. Còn cái nịt. Và thế là hết video tóm tắt khoảnh khắc tập 8 của bộ anime Bạn gái thuê phần 2 rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để xem nhiều video hơn nữa nha. Bây giờ là tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong video khác nhé. Bye bye. アーニャ、ピーナッツが好き。うん。うん。